Hello xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại clip của mình nha. Thì hôm nay mình có biết một em bóng đá mới chỉ có 12 tuổi thôi nhưng mà thần đồng cực kỳ luôn mọi người. Đó, em đó có tên là Cần Minh Đức, em thể vào đây được không? Hello anh. Ok, hello em. Hôm nay sang nhà Hạnh Phúc để tập bóng đúng không? Vâng. Em ở đâu? Nói to đấy cho mọi người biết nào. Em ở Hà Giang. Ở Hà Giang có nghĩa là quê của anh Lý Tàu Hoàn đúng không? Đúng rồi. Hôm nay ra đây ở cùng anh Lý Tàu Hoàn với anh Tuấn à? Đó, thì ở nhà anh Phúc lâu không? 2 tuần. 2 tuần rồi ạ. Đó, thì đã chấp nhận thử thách của anh Đào chưa? Ok, bắt đầu ạ. Ok mọi người, thì thử thách đầu tiên của em thân đồng 12 tuổi đúng không? Đó chính là chấp nhận thử thách của anh 10 hốp được không? Ok anh. Có nghĩa là 10 hốp ở vòng như này mọi người. Đói. Đó. Chứ gì ở giữ đầu mọi người lâu phết rồi đấy. Ok, chấp nhận thử thách chứ. Mỗi người sẽ có 3 lượt thử nhau rồi. Đây, đây sẽ là lượt thử thứ nhất của em Cần Minh Đức. Đó. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Chỉ cần một lần duy nhất thôi mọi người nhá. Đúng không? Mình vẫn chưa cắt cảnh cơ. Bắt tay em cái đấy mọi người ạ. Thật đồng là quá đúng. Thì mình bật mí cho em này đó chính là giải Cool Freestyle em rồi. Em này đã đấu với mình ở bán kết. Thì mọi người có thể vào xem lại trận đấu đấy mọi người nhá. Thì hôm nay em đã lên nhánh khúc để tập luyện rồi. Ok mọi người, thì sau thử thách thứ 1 em đã vượt qua cực kỳ dễ dàng. Và thử thách thứ 2 thì em muốn cái gì ạ? Em muốn thử thách đặc biệt. Thử thách đặc biệt là trò gì? Lên men Alazur. Lên men Alazur mọi người ạ. Đó, một trò vòng chân hai vòng trên không đúng không? Đó, thì em muốn mấy lần thử ạ? Một lần thử thôi đã. Thì anh sẽ cho 3 quả hai vòng chân trên không trong một lần tâng nha. Ok. À, chỉ một lần thử thôi mọi người nhá. Đó, bắt tay gãi nè. Ok. Người đàn ông đích cái gì nhỉ? Chân thủ. Ừ, đúng rồi. Đây sẽ là lượt đầu tiên cũng là lượt cuối cùng của em Cần Minh Đức. Rất tự tin luôn mọi người ạ. Ôi, sao đi bị bà. Quá chữ quá. Thế bây giờ có muốn chụp lỗi không? Bây giờ có muốn chụp lỗi không? Ok, em muốn thử một lần nữa không? Muốn chửi lôi chửi một lần nữa không ạ? Vừa lấy là quá hơi quá mồm đúng không? Đấy, mồm đi chơi hơi xa. Đúng không, mồm đi chơi hơi xa. Ok, đây sẽ là lượt thứ hai của Cần Minh Đức. Chơi. Một vòng. Wow, một lần. Còn hai lần nữa thôi. Hai lần. Wow, làm rất chắc rồi ạ. Tiếp tục vào. Ôi, trời ơi. Thầy quên không mặt sáng rồi. Hay là lần đầu tiên lên máy quay hơi tâm lý. Vậy Đức. Hay là hôm nay lên clip đầu tiên lên hơi tâm lý à? Thế sao bảo có một lần thử thôi mà hai lần thử rồi vẫn không làm được. Cho lần thử cuối cùng nhá. Không làm là đi về Hà Giang luôn nhá. Ok. Lần này không làm được là lên về Hà Giang luôn này. Thôi về Hà Giang. Đi về Hà Giang. Đi về. Đi về Hà Giang. Cho quá nhiều lần chụp lỗi rồi. Ok mọi người, thì thử thách thứ hai của Cần Minh Đức đã không chỉ thành công được. Thì bây giờ muốn thử thách cuối cùng không? Nói to lên nào. Nói to lên. Ok, bắt tay cái. Ok Đức, bây giờ muốn như nào? Em muốn thách đấu lên. Nói to lên. Em muốn thách đấu lên. Nói to lên. Chiến luôn. Chiến luôn anh Tuấn, lấy cho em dép. Dép, wow, chỉ một cái thôi hả? Chắc phải anh đi dép luôn à? Đã chuẩn bị sẵn rồi. Thế anh có mỗi một quả bóng thì bóng đâu?
thi đấu. Ai là người chơi trước thì người sẽ thua, và người thua phải chịu hình phạt của thắng. Ok không? Ok. Ok, let's go. 3, 2, 1, chơi. Ui. Ôi. Wow. Bọt nước trên mình luôn rồi. Wow. Tiếp là biểu diễn đi. Đúng là thần tài. Vỗ tay. Anh đã không phải thần tài. Thần đồng. Và thần tài. Ok không ạ? Đó thì lần thử đầu tiên thì Đức đã chiến thắng rồi. Và đây sẽ là lần thử thứ hai nha mọi người. Đó thì lần thử thứ hai mình phải đuổi bóng để cho có vận mọi người ạ. Ok chơi nào. 3, 2, 1, chơi. Vậy là tỷ số là 2-1 đúng không? Ok, bắt tay lên đây. Thì giao hình phạt cho anh đi. Chống đẩy 20 cái. Chống đẩy 20 cái, sao ít thế? Không phải không bảo anh đứng vào đây. Đâu rồi, mày sút đi này. Dễ thế, anh mà là Đức kia. Cởi quần chạy quanh làng. Vậy là clip chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy hay thì nhớ gì? Like nhá. Share nhá. Là tiếp tục Subscribe và đăng ký kênh để giúp mình làm 100 qua sắp nha. Và bây giờ thì bye bye anh em. Ha 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 ha.